Bạn nam nào vừa nói chuyện với thầy nhỉ? Tạm Đình Nam chắc. Phạm Đình Nam à? Nam xem được chưa? Rồi ạ. Đây nhá, thầy nhắc lại nhá. Thầy đang có một miền D1 là cái miền này giao giữa hai đường tròn Z nhỏ hơn 1 đến Z trừ -1 và một miền D2 đấy là đường mặt phẳng trên. Nhiệm vụ chúng ta là hãy tìm làm F biến miền D1 thành miền D2. Để tìm hàm F đến miền D1 đến D2 thì ý tưởng của thầy là thầy sẽ biến xem là cái biên AB, cái cung AB này với cái cung AB trên này, cung AB dưới này sẽ bị biến thành biên nào, đúng không? Mà ở đây cái cung này là đường tròn, cung dưới là đường tròn, nó biến thành hai cái đường thẳng với OX dương với OX âm, thì thầy cần phải sử dụng một ánh xạ phân tuyến tính. Tại vì phân tuyến tính nó có một ánh xạ phân tuyến có một tính chất là nó biến đường thẳng thành đường thẳng, đường tròn thành đường thẳng thành đường thẳng, hoặc đường tròn thành đường thẳng thành đường tròn, đúng không? Thì thầy cần biến, điểm A thành gốc tọa độ và điểm B thành điểm vô cùng, đúng không? Mục tiêu là thế. Thế thì muốn điểm A thành điểm gốc tọa độ và điểm B vô cùng thì điểm A phải nằm trên tử và điểm B phải nằm dưới bẫu. Thì thay điểm B vào thì cái mẫu này nó bằng không được, đúng không? Đúng nhỉ? Đấy. Còn thay điểm B vào dưới mẫu thì cái fz này nó bằng vô cùng mà. Còn thay điểm A vào trên tử thì cái fz này nó bằng không. Đúng không nhỉ? Hãy đợi các bạn vào hết nhé. Cứ ngẫm kỹ đi, ngẫm kỹ đi. Bài này bài rất quan trọng. Những bài khác làm tương tự như bài này. Thế bài này đi thi hả thầy? Không nên hỏi lộ liễu như thế. Đây là em hỏi sự thật ạ. Vậy là bài này, Đằng vậy có thể nào bài đằng này lớp sẽ mình không ở thi đây. rồi. Vậy có thể là bài này sẽ không thi rồi. Thôi thầy cho bài này đi thi cũng được thầy ạ. Không, chỉ có bài tương tự thôi. Nhiều bài lắm. Đi thi mấy bài hả thầy? Đi thi nhá. Thầy đang đề xuất là giảm tải ấy. Thì đang xem chúng ta học đến đâu thì ra đến đấy. Chứ không thi hết. Như năm ngoái em thi hết. Thầy cho ít ít thôi nha thầy. Đi thôi à? Ừ, thì tôi nghĩ là tầm khoảng Vâng, 3 bài à. Mỗi bài 3 điểm. Một bài cuối là 4 điểm. thầy ơi, nhưng mà ít nhưng mà đừng có khó quá thầy nhá. Xong đầu thầy bảo là ít nhưng mà thì rõ là khó. Cái gì có ít mà khó Thôi thầy cứ cho dễ là được ạ. Thầy phải thương bọn em. Học hành trên này vất vả nên thầy cho dễ thôi. không, đúng rồi, cái tại vì cái đại dịch này nên là ai cũng ấy, học lúc được lúc không ấy, thành ra Thế là ra đề nên thì là cũng thầy phải phải vừa phải sức cho dễ thôi. thôi. Thì ai cũng thế mà, ai cũng phải cho dễ mà, đến thi đại học còn cho dễ nữa. Là cái năm nay nó hơi đặc biệt. Có một bạn tên là Giang Minh hỏi là tại sao F1 lại chọn được như thế hả thầy, có cần nói lại không? F1 đúng Thầy cứ nói không? đi ạ. Thầy cứ nói đi ạ. Thầy nói đi. Hả? Có. Đây. Thầy cứ nói đi thầy. F1 đây này, nhìn thấy chưa? Rồi. F1 này thầy cần biến điểm B thành vô cùng, vậy điểm B phải nằm dưới mẫu. Và điểm A thì không, vậy điểm A nằm Rồi. trên tử. Rồi hiểu cái rồi. Ừ, thế thôi. Không nhân vô cùng ấy. Cái gì không nhân vô cùng? Có phải là F1 là thầy muốn đứng F1Z nó thầy muốn hướng đến vô cùng, thì có phải là cái tử tử thì phải là trên là không, dưới phải là vô cùng. Đúng rồi. Nói chung là nó sẽ chung quy lại nhá. Nó sẽ như thế này.
Nếu muốn A, FA về 0, FB vô cùng ấy, thì cái hàm đấy tốt nhất, nó tức là cái hàm đấy nhá, nó phải, đây này, muốn FA bằng 0 đúng không? FB vô cùng thì cái hàm đấy nó chỉ có dạng là FZ bằng Z trừ A trên Z trừ B. Thế thôi. Nhớ bạn nào không hiểu bản chất thì cứ nhớ như thế thôi thầy nhá. FZ nó sẽ như thế này. FA sẽ bằng 0, thay Z bằng A thì A trừ A bằng 0. Thay F, thay Z bằng B thì B trừ B bằng 0, mẫu bằng 0 thì nó vô cùng. Đúng không? Nhưng mà lại có vấn đề như thế này. Sau khi mình viết F, FZ bằng Z trừ A, Z trừ B thì cái cung cung AB bên trên này này, không hiểu nhỉ? Nó lại không biến thành trục OX mà nó lại bị biến thành cái gì? Nó bị biến thành cái đường thẳng này. Không hiểu không nhỉ? Cái này nhá. Nó bị biến thành đường thẳng này. Nhưng điều đấy không sao. Chúng ta có thể quay cái này về OX được. Có hiểu không? Nên là lát nữa chúng ta cần thêm một ánh xạ nữa là nó sẽ quay về OX ngay. Nên cái chuyện này không vấn đề gì, miễn là nó biến thành một đường thẳng là được rồi. Nhá, biến thành đường thẳng từ gốc tọa độ cho đến dương vô cùng. Ok chưa? Tương tự như vậy. Cái ánh xạ F này biến điểm A thành điểm 0 này. Điểm B thành vô cùng và biến điểm 0 thành điểm gì? Điểm 0 thành 0 trừ đi. Trinh bấm được không? Vừa nãy có bạn nào máy xịn nhỉ? Máy em không bấm được đâu ạ. Ừ, máy bạn Trinh bị đèo rồi. Bấm được khác rồi bấm đi. Nam Phạm bấm đi Nam Phạm ơi. Đợi thì nó ghi bài. Thế F không đúng không đời? Ừ. Đợi tí. Nó ra là trừ 1 phần 2 cộng căn 3 trên 2 y. Ừ. Alo? Trừ 1 phần 2 cộng căn 3 trên 2 y. Mình nhầm, sao? Đúng rồi. Căn 3 trên 2 y. Đúng rồi đấy, tại vì nó sẽ đối xứng với cái điểm này này. Nó trừ 1 phần 2 đây này. Đúng không? Cộng căn 3 trên 2 y này. Vừa nãy thầy vẽ đây. Vậy nhá, cái cung tròn dưới này, điểm A bị biến thành điểm 0 này, điểm B qua ánh xạ F biến thành vô cùng này, vô cùng trên đây này, còn điểm 0 bị biến thành cái điểm này, dẫn đến cái cung tròn dưới này, cung tròn dưới này sẽ bị biến thành cái nào nhỉ? Cái đường này. Có nhìn thấy không? Lớp mình có nhìn thấy không? Cung tròn dưới biến thành cái phần. Ừ. Có. Ừ. Nó hơi khó nhìn một tí. Rồi, bây giờ thầy muốn biết là cái bên trong này, bên trong biển D1 này bị biến thành cái chỗ nào ở trong đây? Biến thành trong này hay là ngoài này? Thì thầy cần thử một điểm ở trong đây. Đấy là điểm gì? Em lấy bừa thôi. Từ điểm trong đây. Đưa ơn đến là điểm y trên 2. Đúng không? Thì tính ra là f y trên 2 nó bằng gì? F y trên 2 nó bằng gì? Lấy bừa đó. Lấy bừa một điểm sang nó biến thành cái gì? Thì đấy, y trên 2 trừ y trên 2 hết đúng không? Y trên 2 trừ 2 hết. Vậy trên nó bằng mấy? Đợi em tí. Âm 1. Rồi thôi cứ bấm máy đi. Nhưng mà nó sẽ ra âm 1 đấy. Ra âm 1 ạ. Đúng rồi. Vậy nhá, cái điểm y trên 2 này nó sẽ ra âm 1. Âm 1 ở chỗ này. Đấy, thì y trên 2 này triệt tiêu đúng không? Y trên 2 này triệt tiêu.
Vậy còn căn 3 trên 2 trên căn 3 trên 2 nó chả bằng 1 là gì? Trên từ là dương dưới mỗi âm là âm 1. Vậy là cái miền trong này bị biến thành cái miền này nhá. Hiểu chưa nhỉ? Các mình hiểu chưa nhỉ? Rồi. Thầy tạo... Okay. Rồi. Nhưng mà bây giờ cần nó thành đường mặt phẳng trên đúng không? Đúng chưa? Chỉ lấy cái phần mặt phẳng trên. Thế thì lại phải ánh xạ tiếp. Thầy Tam gọi đây là D mấy nhỉ? Bên trên có D2 đúng không? Thầy Tam gọi đây là D3 nhé. D1 biến thành D3 này. Qua ánh xạ F này, F1 này. Bây giờ các em hãy tìm F2. Biến cái đấy. Biến cái này. Biến cái này. À, góc này bằng bao nhiêu các em biết không? Thôi kệ chẳng hạn. Biến cái cạnh này. Thầy muốn quay cái này. Cái cạnh này này. Về OX. Cái này về OX. Quay cạnh này. Quay cạnh này. Về đây. 90 à? Chắc 90 không? Tính cho thầy cái. Tính 1 phần 2. Đây nhá. Cái này là 1 phần 2 này. Cái này là căn 3. Cái này là căn 3 chân 2 này. Thì góc này là bao nhiêu? Không, nhân đôi lên là được. Bao nhiêu? Tôi là pi trên 3. Pi trên 3 là 60 đúng không? 60 độ. Vậy là nhân đôi là 100 bao nhiêu nhỉ? Đúng, là 120 đúng không? 120. Vậy là thầy cần quay cái cạnh kia này như cái này. Được chưa? Thôi nha, bây giờ thầy biến cần biến cái cạnh này về cạnh này và cạnh này về cạnh này. Nếu mình có hiểu không? Sau đó thầy mũ lên, nó sẽ mở rộng cái này thành đường mặt phẳng trên ngay. Cần đến ánh xạ quay thì là như thế nào? Bên trên rồi. Nói lại cái chỗ đấy. Hả? Thầy nói lại cái chỗ quay đấy đi ạ. Đường mặt phẳng trên đi. Bây giờ nhá, mục tiêu của các em là gì? Là phải biến cái đấy thành đường mặt phẳng trên đúng không? Thôi cái này kéo chậm nhé, đợi mình, đợi tí. Mục tiêu. Mục tiêu của em là biến cái hình này nhá, D1 nhá, thành miền D2. Miền D2 là nửa mặt phẳng trên đúng không? Thì xong qua ánh xạ phân nhân tính nhá, thì các em biến D1 thành D3 rồi. Thầy cần biến D3 thành D4. Sau đó D4 thêm một lần nữa thì sẽ thành nửa mặt phẳng trên. Được không? Chứ không một lúc cũng biến ngay thành mặt phẳng trên được. Vậy là cái hàm này sẽ là hàm hợp của ba hàm F1, F2, F3. Thế hiểu không? Tại sao thầy phải biến một cạnh này về OX? Tại vừa nãy thầy nói rồi, tức là OX này này, cái sector ấy, cái sector mà có một cạnh là OX ấy, thì các em chỉ cần mũ lên phát là nó sẽ mở rộng cái sector này ra ngay này, mở rộng cái góc này ra ngay này. Thế hiểu không nhỉ? Hiểu không? Mà nếu mà cái này mở rộng nhá thì nó sẽ bị biến thành cái này ngay. Tức là nhá, cạnh này này sẽ là cái cạnh này đúng không? Còn cái cạnh chéo chéo này thì sẽ bị mở rộng này, cạnh này đúng không? Nếu mình hiểu không nhỉ? Thử ngắm lại đi. Rồi ạ. Một lần nữa thầy ạ. Một lần nữa gì? Tức là nhá, bây giờ thầy cần biến D1 thành D2 là cái này đúng không? Biến D1 thành D2. À, đây là quyền. Phải bôi đen cái trên nhá. Bây giờ cái miền thầy lấy là cái miền bôi đen nhá.
cho nó bằng phút. Bây giờ thầy muốn cái miền bôi đen này mở rộng thành miền bôi đen này đúng không? Thì thầy chỉ việc mũ nó lên thôi. Cái góc này gấp bao nhiêu lần góc này? Cái góc này gấp bao nhiêu lần góc này? Góc này là 120 gì? Góc này là 180 đúng không? Góc này là 120 đúng không? Thế thì cần gen mũ mấy? 180 gấp bao nhiêu lần 120? Gấp đôi thì là gen mũ. Gấp đây là gấp mấy? Gấp 3/2 thì sẽ là gen mũ 3/2. Vậy là D4 ấy, mà 4 biến thành D2 ấy, thì chỉ cần z bằng z mũ 3/2 là xong. Thế mình hiểu không nhỉ? 3/2 hay là 2/3? 3/2. Đúng. 3/2 ạ. Thế mình hiểu không nhỉ? Là ra được rồi. Rồi. Rồi thế nhá. Bây giờ cái này nhá, muốn quay sang đây thì thầy vừa nãy thầy đưa cái ấy rồi đây. Đưa ra cái lý thuyết rồi đây. Nó muốn quay cái này nhá, muốn quay dịch quay sang đây thành cái này đúng không? Vâng. Quay này một góc, quay một góc k thì nó chỉ việc làm gì, nhân thêm e mũ gì nhỉ? À quên, quay một góc phi, quay một góc phi. E mũ phi ạ. E mũ y phi nhá. Biết e mũ y phi là gì không? E mũ y phi là gì? Cos phi cộng với y sin phi. Đúng không? Có hiểu không nhỉ? Có hiểu không nhỉ? Nó mình nhỉ? Nếu mà quay sang đây nhá thì phi sẽ dương, còn quay sang kia thì phi sẽ gì, còn muốn quay sang đây thì nó sẽ phải là gì, muốn quay về phía này thì nó sẽ phải là phi trừ trừ phi nhá. Yên tâm là những bài sau sẽ giống kiểu như thế này thôi. Những cái này thì nó dễ lắm. Những cái này dễ lắm. Khi này đi. Đến kém như thầy mà còn học được nó mà. Thầy mà kém chắc em không biết chữ gì mất. Thầy nói thật đấy. Cái này dễ cực kỳ đấy. Thầy nói xong em thử dài. Thầy nói không? Giống như em nói với học sinh của em thôi. Ừ. Trời ơi, cái này không biết. Đây rồi nhá. Vậy cái này này, em hiểu nhá. Thầy muốn quay cái sector này thành cái sector này thì thầy cần phải quay sang bên theo chiều kim đồng hồ một góc là bao nhiêu? Góc này là bao nhiêu? 100 bao nhiêu độ? 100 bao nhiêu độ? 150 độ. 20 thôi. Cái góc này là 60 mà. 60 mà. Đúng không? 120. Thì nó sẽ là e mũ gì nhỉ? Y của trừ pi trên mấy? 3/2. Trừ pi trên a, trừ 2 gì nhỉ? Trừ 2 pi trên 3. Trừ 2 pi trên 3. Được rồi đấy. Còn nếu mà mỗi em muốn quay về phía này thì nó sẽ là 2π/3. Còn nếu mà quay về phía kia, con thật quay ngược kim đồng hồ ấy thì sẽ, cái phi này sẽ dương này. Quay thuận kim đồng hồ thì phi nó sẽ âm. Nếu mình có hiểu không nhỉ? Đúng. Quay để cái cạnh này nó về đây nó sẽ thể xóa đi. Học phép quay lớp 11 rồi. Lớp 11.
lớp 11 phép quay mà thầy. Ừ, nhưng mà lớp 11 cũng khó phép đấy chứ nhỉ. Tôi đọc lớp 11 chả hiểu gì. E mũ y trừ 2 pi thành 3 z. Rồi. Kết luận. Kết luận hàm F thì được xét là hợp của F mấy? Đầu tiên là F mấy trước nhỉ? Đầu tiên là em mấy tác động vào trước? M1 vào trước này, xong F2 nhảy vào, rồi đến F3 nhảy vào, nó sẽ biến thành ngược mặt phẳng trên nhá. M1 nhảy vào, xong có F2 nhảy vào, rồi đến F3 nhảy vào. Rồi, M1 thì nó bị biến thành gì? M1Z thì biến thành gì? Z trừ đi trừ căn 3 trên 2 cộng 1 phần 2y trên Z trừ đi căn 3 trên 2 cộng 1 phần 2y. F2 thì nó F2 của cái đấy thì biến thành gì? Đây. F2 thì F2 của Z bằng E mũ Y của trừ 2 pi trên 3 nhân Z đúng không? Đúng không? Không. Vậy là cái này sẽ thành là E mũ Y của trừ 2 pi trên 3 nhân với cái đấy đúng không? Nhân với Z tức là nhân với Z trừ đi. Thôi cái này phá ngoặc rồi nhé. Cộng với căn 3 trên 2 trừ 1 phần 2 Y chia cho Z trừ đi căn 3 trên 2 trừ 1 phần 2. Thế F3 của Z thì bằng gì? F3 của Z thì bằng Z mũ 3 phần 2 đúng không? Vậy là sẽ bằng F3 của cái gì đó thì bằng cái gì đó mũ 3 phần 2. Cái này là y nhân nhé, chứ không phải y trừ nhé. Y nhân y trừ 2 phần 2 pi 3 Z cộng 3 trên 2 trừ 1 phần 2 y trên Z trừ 3 trên 2 thì muốn ra gì? Có 2 phần 3. Xong. Bạn nào cần giải thích lại nào? Vậy là thầy đã tìm được hàm số biến hai miền thành hai miền. Đấy nhá. Vậy bài toán cho đồ thị, cho trước đồ thị tìm hàm số F coi như là đến đây có thể kết thúc được rồi đấy. Những bài khác nó sẽ tương tự như thế này. Có bạn nào có thắc mắc gì không? Thêm bài nữa nhá. Hay rằng lại. Thôi. Thầy giảm một bài kỹ thôi là được rồi. Dưới một tí thôi. Sao cơ? Thầy tua xuống phần dưới một tí ạ. Ừ. Thầy, cái F3Z cuối cùng ấy, thì là Z mũ 3 phần 2 hay Z mũ 2 phần 3 đấy ạ? À,
Nhầm. Đúng câu hỏi rồi. Ừ, thêm mua 3 phần 2. Thầy ơi, sắp hết 40 phút rồi thầy. Các em còn gì thắc mắc không? Chúng ta làm cái 40 phút thôi nhỉ? Thôi thầy. Thế à? Thôi. Ừ, thế bài về nhà nhá. Ít ít nha thầy. Càng ít càng tốt ạ. Thế hôm sau vẫn học cái này tiếp nhá. Tại thầy chưa yên tâm lắm. Thầy ơi, sao thầy không dạy trên phần mềm team đi thầy, cho nó dễ dàng hơn à? Team mà cũng được. Team đấy, thầy dạy trên đấy. Team thầy team nó không hay bị văng đâu thầy. Ừ, thầy vẫn dạy team nhưng mà thầy chỉ có mail của đại học kinh tế thôi. Còn mail trường mình thầy cũng không biết. Thầy cứ lập đi ạ. Xong đó thì cho bọn em cái. Ờ thế à. Ừ. Kiểu như là cái đấy nó các em phải có chung tên miền với thầy ấy. Đúng không? Thì thầy cứ có sẵn rồi mà. Khi nào mà thầy ấy thì thầy cho bọn em mật mã và pass vào. Đấy, cái đấy team là phải dùng tài khoản cá nhân, tài khoản cá nhân. Ừ. Thầy dùng trường ra trường ấy thầy ạ. Ừ. Tại vì có thầy Topo của bọn em cũng là ở bên trường Đại học Sư phạm 1 ấy ạ, thì cũng có dạy trên team được ạ. Thầy không biết là tài khoản Gmail bình thường ấy thì các em có dùng được không? Chứ tài khoản kinh tế thầy dùng thử rồi, các bạn khác vào không được. Vào cùng phải chấm chấm cái ID. Thầy phải vào cùng tài khoản của trường em cơ. Ừ đấy. Thì mới được. Xin nhà trường thầy ạ. Ừ được được. Để thầy xin. Vâng. Để thầy thử, lần sau thầy thử check thử với bạn Trinh nhé, xong rồi nếu mà được thì các bạn khác sẽ vào được thôi. Nhá. Dạ. Rồi một này. À đây, bài toán như sau này. Tìm ánh xạ F tìm ánh xạ F biến miền D1 thành D2 trong đó này. Câu 1 này D1 à. Cái D2 này là nửa mặt phẳng trên nhé. Cho hết D2 là nửa mặt phẳng trên đi. Đỡ rồi hết. Ừ, thứ này đỡ rồi. Thứ nhất là D1 là tất cả những cái Z này. Cho mô đun của Z. Đó là 1.
và z trừ y nhỏ hơn 1. D2 là giống hệt cái bài vừa nãy, được mặt phẳng trên. Cái bên trên thì viết là half line hay là half lên nhỉ? Chưa, kéo half line, half line, half lên nhá. Không thấy rất nhiều. Không phải line đâu mà lên đấy, nằm trên. D2 vẫn là nửa mặt đằng trên nhé. Đằng trên viết tắt nhé. Upper, upper lên. Up happy. Được mặt phẳng phức trừ đi đang từ trừ một đến một, đến hai vẫn là half lên. Ủa thế cho nhiều thế, có một bài thôi mà tìm hàm ép đấy, một bài ba câu nhiều thầy ơi, ba câu nhiều rồi thầy ơi. Thấy chưa thầy, các bạn kêu khỏe quá. Ví dụ nhá, nếu mà học trên lớp ấy thì thầy sẽ chứng kiến các em làm như thế nào thì thầy yên tâm được. Còn ở đây thầy tự làm, thầy cứ yên tâm bọn em. Thầy làm xong, mọi em làm xong thầy lại chữa, không làm thầy chữa. Đó. Bị vang kìa. Thầy cứ yên tâm mà bọn em. Thầy hơi nhanh nên không còn nói hết giờ đấy thầy. Sắp 40 phút rồi. Ô, cái bốn nó không có D2 ạ? D2 vẫn là đấy thôi, nửa mặt bằng trên thôi. Hình như là hôm trước ạ. Cái này làm chưa, hôm trước làm chưa? Hôm trước là lớn không đúng không? Hôm trước nhỉ? Và hôm trước lớn hơn không ạ? Thế hôm nay cho nhỏ không đi? Ôi thông ơi thầy, ôi nhiều thế ạ. Hôm trước là lớn không nhưng mà nó là nửa mặt bằng trên hay là nó là góc phần tư thứ nhất đi? Đó phần tư thứ nhất. Phần tư nhất đúng không? Thế thì hôm trước không phải, hôm nay là biến thành đường bằng trên mà. Thế nên làm cả hai trường hợp nhé. Đúng rồi, em có chép đầy đủ ngay hả? Trang ơi, mic này bị làm sao ấy? Ôi thầy ơi, nhiều thế. Không, thầy sẽ mẹ chữa em sẽ dần biết cho. Đi rồi. Cái này là trừ đi nhé. Đúng thế. D2 vẫn là nửa mặt phẳng trên.
nào viết cái gì lên màn hình thầy đấy? Không phải em. Để em xóa đi cho thầy. Làm sao lại có thể làm được thế? Mình không xóa được. Đấy. Em không biết đâu. Thầy xóa đi rồi. Thôi, 6 câu thôi. Đúng, nhiều quá. Xóa cần biết. Tìm app này dễ mà. Làm y hệt như cái vừa nãy này làm ấy. Có cần gửi thầy các bạn file word không? Thầy bài dài lắm. Có cần gửi các bạn file word không? Có ạ. Ờ, tí này gửi cho Trinh file word nha. Trinh gửi các bạn nhé. Dạ vâng ạ. Sao các em lại có thể viết được vào màn hình này nhỉ? Hay thật. Trong khi thầy chưa cho phép. Thế nhá, chào các em nhá. Rồi, chào cả lớp. Vâng, chào thầy. Cái gì cơ? Ờ, tí thì up lên YouTube. Sao? Cái gì? Thế ao rồi thầy? Hả? Một giây hết rồi. Cái gì cơ?